Ui, quá là ảo luôn. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn edit một video cắt kết giật giật nhanh chậm giống cái video mình mới coi này nha. Đầu tiên các bạn hãy mở cắt kết lên cho mình nha. Rồi đầu tiên mình sẽ mở cắt kết lên. Mình chọn dự án mới. Sau đó mình sẽ nhập vào một cái video. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái video rồi, mình nhấn vào nút thêm này. Sau đó mình chọn tắt âm thanh clip để tắt cái âm thanh cũ của nó đi. Sau đó mình sẽ chọn mục là thêm âm thanh, nhấn vào thêm âm thanh ở phía dưới này, chọn âm thanh này, sau đó mình chọn vào cái biểu tượng giống như cái folder ở phía bên tay phải này, sau đó mình chọn trích xuất âm thanh từ video và mình sẽ chọn lấy một cái video mình muốn lấy âm thanh nha. Ở đây mình sẽ lấy cái video này, mình nhấn vào nút thêm. Đó thì cái âm thanh của video này nó sẽ nằm ở phía dưới này, thì mình nhấn vào nút dấu cộng này. Bây giờ mình giả bộ nghe thử nha. Mình thấy cái video này với âm thanh thì khá là khớp nhau, cũng hay, nhưng mà nó hơi nhanh, cả âm thanh lẫn clip thì nó đều hơi nhanh. Bởi vậy nên mình sẽ giảm cái tốc độ nó lại một tí xíu. Mình sẽ nhấn vào cái thẻ layer của video này và mình chọn tốc độ. Sau đó mình chọn một bình thường và mình giảm nó xuống còn cỡ 0.8. Mình làm tương tự cho cái thẻ layer của âm thanh, chọn tốc độ này, sau đó mình giảm xuống 0.8. Ok rồi đó. Bây giờ mình sẽ nhấn vào cái một layer của âm thanh này và mình chọn một khớp ở dưới cùng bên tay phải, giống như các bạn thấy đây đó. Thì mình sẽ chọn tạo tự động này và nó sẽ tự động mắc những cái bit cho mình, có nghĩa là những cái tiếng đập bụp bụp đó, thì nó sẽ ký hiệu là những cái chấm màu vàng ở phía dưới cái thẻ layer của âm thanh nha. Đó, sau được rồi thì mình nhấn vào chỗ tích thôi, mình kéo rộng ra này, mình kéo rộng ra thì mình có thể thấy là những cái bit này, và mình nghe thử xem thử cái bit này nó có khớp hay không nha. Mình để ý là cái bit này nó sẽ bắt chậm hơn cái nhịp đập một tí xíu. Vì vậy nên nếu khi mà mình bắt đầu mình cắt những cái hành động đó, thì mình sẽ cắt vào ngay cái đoạn là mình sẽ cắt vào ngay cái đoạn khoảng cỡ bắt chuẩn bị vô cái chấm màu vàng thì mình sẽ cắt nó đi. Đó thì ở đây mình sẽ giảm cái tốc độ của video xuống thêm một tí nữa, còn khoảng cỡ 0.5. Rồi. Và bắt đầu mình bắt thử. Đó, các bạn để ý nó bắt đầu tới cái đoạn chỉ này. Để mình nghe nhạc và mình bắt nha. Đó, tới cái đoạn đêm tối này là mình sẽ bắt đầu bắt nó ở cái đoạn chỉ này. Nhảy lên này, nhảy xuống này. Nó đưa tay ra này, đó. Rồi, mình sẽ tắt. Sau đó mình kéo nó qua và mình chờ đến khi nào tới cái đoạn mà nó kết thúc hành động này rồi, nó chỉ xong là tới ngang đoạn này. Mình nhấn tắt thêm một lần nữa và nhấn vào cái thẻ layer này. Mình chọn tốc độ bình thường và mình sẽ tăng nó lên khoảng cỡ 1.6 đi, 1.7 đi. Rồi. Và mình sẽ thấy là khi mà mình cắt cái đoạn này thì nó sẽ nằm ở đó, nó sẽ nằm ngay chỗ cái chấm màu vàng này. Thì mình có thể nghe thử. Rồi. Trời chơi vơi, mình sẽ cắt ở đoạn tiếp theo, nhưng mà mình ở cái layer tiếp theo này, mình nhấn vào cái thẻ layer tiếp theo này, cái đoạn sau này mình nhấn vào tốc độ này, nhấn bình thường này, và sau đó mình sẽ giảm nó xuống còn cỡ 0.3 thôi, thì vì video càng về sau nó càng chậm thì nó sẽ hay hơn đấy. Rồi, vào trời chơi vơi là mình thấy bắt đầu một cái hành động mới này đó, cái tay bắt đầu múa này đó. Mình sẽ cắt ở đây, tắt này, và mình sẽ kết thúc khi chụm hai cái tay lại là xong. Tắt một cái nữa và nhấn vào cái thẻ layer vừa cắt, nhấn vào tốc độ, chọn bình thường và mình sẽ tăng nó lên khoảng cỡ 1.8 đi. Đó thì nó vừa khớp với cái đoạn bit này luôn, nó vừa khớp với cái chấm vàng này luôn. Rồi mình nghe tiếp nha. Rồi,
Ngay chỗ con sóng thì ngay cái chỗ nó vừa lấy tay đập một cái này đó. Rồi mình sẽ cho đây, tắt này đây. Cái này thì các bạn có thể nghe nhiều lần và thì mình sẽ đúc kết ra được, và mình nghe nhiều lần thì mình sẽ quen và mình bắt beat nó sẽ chuẩn hơn nha. Rồi và mình kết thúc là ngay cái đoạn trục có tay về đó, nhấn vào dấu tắt. Sau đó mình nhấn vào cái thẻ layer của cái âm thanh cái video này, mình tốc độ này mình chọn bình thường này và mình tăng lên khoảng 1 chấm. Các bạn tăng nó lên như thế nào để cho nó nằm, ôi nó hơi 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 ấy quá, rồi rồi mình chọn khoảng cỡ 1 chấm ở cái đoạn này, chắc 1.2 thôi đó, thì nó còn vừa nằm khớp với cái đoạn beat này luôn. Đó, cuốn trôi tất cả, có nghĩa là vừa ngay cái đoạn đưa tới cái tay bắt chéo này, tắt cái nữa. Sau đó mình sẽ kéo tới cái đoạn mà cái hành động này nó kết thúc đây, nó cái tay nó đưa ra như này là vừa kết thúc nha. Thì mình nhấn vào dấu tắt thêm lần nữa, nhấn vào cái thẻ layer này, tốc độ này, bình thường này, mình sẽ tăng nó lên khoảng 1.3. Rồi mình thấy như này là hợp rồi, mình nghe thử, nghe tiếp và mình lại cắt tiếp nha. Hẹn nhau cuộc tình là chuẩn bị nó vô một cái đó, cuốn trôi tất cả mới đúng đó. Thì ngang đây mình nhấn dấu tắt một cái, đấm tay cái này xong rồi đưa xuống này là vừa xong một hành động này. Rồi mình nhấn cái dấu tắt cái nữa, cái thẻ này thì hơi ngắn thì mình nhấn vào tốc độ bình thường và mình cho nó lên khoảng cỡ 1 cm. Rồi mình thấy một là vừa đẹp và mình, rồi mình sẽ bắt đầu cắt thêm ngay cái đoạn này, nó ưỡn ra ngực ra này, không không vô lại này là vừa hết một hành động. Nhấn dấu tắt tiếp, nhấn vào thẻ layer vừa tắt, nhấn tốc độ này bình thường này và tăng nó lên khoảng 1.4. Rồi hình như còn khúc nữa thôi, nhấn tiếp đi, rồi cho sớm nghe này. Đó ngay đây nhấn dấu tắt này và đó. À, mình sẽ tắt ở ngay đoạn này hay hơn, ngay cái đoạn chỉ tay này hay hơn này. Đó, chẳng giống nghe thì ngay cái đoạn bắt đầu chỉ tay này mình nhấn dấu tắt này, sau đó nó đưa cái tay lên này. Đó, đó. Rồi như này là kết thúc hành động, mình nhấn dấu tắt, nhấn vào thẻ layer tốc độ này bình thường này và mình tăng nó lên khoảng 1.5 đi, 1.6 rồi. Và cái đoạn cuối này thì cái video nó hơi ngắn nên mình sẽ tắt cái đoạn cuối này, không còn gì hết thì mình tắt nó ra, nhấn tắt này và xóa đi cả cái video trên này cũng vậy, nhấn dấu tắt này và xóa cái đoạn cuối đi. Rồi và mình sẽ xóa cái logo cấp kết ở cuối luôn, rồi xóa. Bây giờ mình thử nghe lại một lần nữa và sau đó mình sẽ làm những cái hiệu ứng cho nó nha. Rồi. Mình thấy cũng được, nhưng mà vì cái video này mình đang hướng dẫn cho các bạn nên mình sẽ cắt thưa hơn một tí xíu để đỡ mất thời gian của nhau nha. Rồi bây giờ mình làm gì nữa đây ta? Mình sẽ bắt đầu mình trở về màn hình chính này, sau đó mình chọn mục hiệu ứng này, sau đó mình chọn hiệu ứng video và mình chọn cái mục cơ bản. Các bạn kéo xuống và tìm cho mình cái mục tên là gì đây ta? Chờ một tí xíu nha. Tên là thu phóng nhẹ. Đúng rồi. Và những vào dấu tích này. Và sau đó cái thẻ layer này mình sẽ kéo hết cái video luôn. Rồi, mình kéo hết video. Và mình thử qua thử nó đã hợp lý chưa? Bây giờ mình thấy nó thu phóng hơi nhiều, nó chớp chớp liên tục thì nó hơi 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 khó coi. Thì mình sẽ nhấn vào cái thẻ layer của cái hiệu ứng này, chọn một tùy chỉnh này. Sau đó tốc độ thì mình giảm xuống còn khoảng cỡ chắc 7 7 là vừa. Và cái biên độ dao động của nó chớp ra chớp vô nó vẫn còn hơi hơi nhiều quá, thì mình giảm chút xíu nữa. Đó. Rồi. Rồi. Bây giờ bắt đầu mình làm cái hiệu ứng chớp nháy nha. Mỗi lần mà cái hành động nó nhanh lên một cái là nó sẽ có một cái ánh chớp chớp nữa. Thì mình sẽ thử.
mình sẽ bắt đầu từ ngay cái đoạn bắt đầu cắt này, ngay cái đoạn cắt đó, ngay cái đoạn bắt đầu nhanh đấy đó, thì mình sẽ chọn, mình thoát ra ngoài, mình chọn lớp phủ này, thêm lớp phủ này, chuyển qua một hình ảnh nha, và lót cho mình một tấm ảnh màu trắng vô. Thì các bạn có thể tải tấm ảnh màu trắng này trên Google nhé. Sau đó mình dùng hai ngón tay và mình zoom zoom sao cho nó vừa với màn hình, và mình sẽ cắt cái hình à chưa, mình sẽ chọn cái mục nối ở dưới này và mình chọn lớp phủ đó, thì trên cái này nó bắt đầu nó chớp sáng lên, thì mình cho nó chớp vừa thôi, mình cho nó khoảng cỡ 10 20 rồi. Và mình sẽ cắt cái thẻ layer này ngang cái đoạn đó, khi cái đoạn hành động nhanh nó kết thúc ở đây này, thì mình sẽ giảm lại một chút xíu và mình cắt nó ở cái đoạn gần gần cuối, và sau đó cái đoạn khúc, cái khúc cắt ra phía sau này thì mình kéo nó qua cái đoạn tiếp theo đi, làm vậy cho nó mau đó. Thì qua cái đoạn nhanh tiếp theo này đó, thì các bạn sẽ cắt nó ở gần cuối đó, gần cuối của cái đoạn nhanh này đó. Cứ như vậy thôi, các bạn cứ cắt như vậy thôi. Rồi bây giờ mình đã cắt xong rồi, vậy là khá hợp lý rồi. Thì khi mình kiểm tra lại mình thấy hợp lý rồi, thì mình sẽ nhấn nút chia sẻ trên cùng bên tay phải để xuất cái video này ra, và các bạn hãy xem kết quả cuối cùng ở đây nha.